3 tháng cuối năm 2023 4 tuổi Thần Tài mở kho hưởng no lộc lá. Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo lại có bề ngoài ưa nhìn, được lòng rất nhiều người nên mọi việc con giáp này làm thường đặc biệt hanh thông, thuận lợi. 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, thu nhập tăng cao mà bản thân họ cũng không ngờ tới. Đặc biệt, nếu tuổi Mùi làm ăn kinh doanh sẽ nhanh chóng có được những bản hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận khủng. Người tuổi Tý thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói, lại rộng rãi thích giao tiếp bạn bè nên tự mình xây dựng được vô số mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho cuộc sống. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, cùng với sự nỗ lực, năng lực xuất chúng của bản thân, đồng thời lại có thần may mắn và thần tài ưu ái nên con giáp này vô cùng rộng mở về quan lộc và tài lộc. Không chỉ được đề bạt lên vị trí cao hơn mà thu nhập cũng tăng lên gấp 3 gấp 4. Các mối nhân duyên của người tuổi Hợi tương đối tốt đẹp, cộng thêm tính cách lương thiện nên con giáp này có rất nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Các mối quan hệ của người tuổi Hợi cũng đều là quan hệ cùng có lợi nên sự nghiệp hay tài phú đều khiến người khác phải ngưỡng mộ. 3 tháng cuối năm từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, do có các tinh xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này làm gì, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ nên có thể thành công trong mọi mặt cuộc sống. Người tuổi Dậu thông minh, cơ trí, tính cách hướng ngoại, thích kết giao bạn bè ở các ngành nghề khác nhau, điều này vô cùng có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của con giáp này. 3 tháng cuối năm từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, người tuổi Dậu bước vào thời kỳ hoàng kim may mắn nhất năm. Tin vui về thăng tiến công việc, tài vận có thêm thu nhập, hỷ sự về hôn nhân liên tiếp đến với con giáp này. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội ắt sẽ bội thu kết quả tốt. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.